Hello Vansa xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại xa trong bản tin của buổi tối muộn ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3 năm 2022. Thì hôm nay tiền điện tử có một cái dấu mốc uh, quan trọng đó là sau khi Tổng thống Joe Biden ký lệnh hành pháp đưa ra 6 những cái mục tiêu để ngăn chặn những cái gian lận cũng như là những cái uh, lừa đảo scam rồi tất cả những cái điều mà dẫn đến cái rủi ro cho những người chơi tiền điện tử thì có thể nó sẽ an toàn hơn, họ sẽ quét và họ sẽ làm những cái công việc để đảm bảo cho người chơi tiền điện tử hơn. Còn về cái vấn đề đồng digital của đồng tiền đô la của Mỹ đó thì hôm nay Fed đã hé lộ cái thông tin là có thể Fed sẽ quyết định trên cái đó, ông ấy không có muốn đưa ra cái đồng tiền điện tử riêng. Uh, thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Còn nếu như mà ông mà đưa ra thì nó sẽ là những cái tác động ảnh hưởng. Thế nhưng mà uh, theo những cái động thái ngày hôm nay thì Fed sẽ không có đưa ra đồng digital dollar cho nước Mỹ và nước Mỹ bị coi là bị thụt lùi so với nga và những cái nước khác họ đưa Trung Quốc uh, họ đưa ra những cái đồng tiền điện tử của riêng họ. Hôm nay thêm một cái động thái nữa làm cho thị trường của tiền điện tử có những cái bứt phá cách đây uh, khoảng độ 6 7 tiếng đồng hồ nha, còn bây giờ thì nó lại có cái xu thế trứng lại tại vì để chào đón một cái ngày chơi mới của cổ phiếu thì bao giờ nó cũng nó cũng đi theo cái con đường đi theo cái xu hướng như vậy. Thì hôm nay ông tổng thống mới của Hàn Quốc đó là ông Yoon Suk Yeol thì đây là một cái ông mà gọi là Uh, vô cùng hâm mộ và là một cái fan của tiền điện tử và ông ta đã trúng đã được bầu làm tổng thống thay cho ông Moon Jae-in của nước Hàn Quốc thì đây cũng là một cái động thái mà có thể nó cũng tác động tới tiền điện tử tại vì một cái vị tổng thống mà rất yêu thích tiền điện tử thì nó sẽ uh, nói chung là nó sẽ có những cái biến biến động theo chiều tích cực trong tương lai đó. thế còn lại uh, thêm cái động thái nữa đó là tỷ phú bingate vừa mới ra lời tuyên bố uh, rằng uh, nếu như bạn không có nhiều tiền bằng elon musk thì bạn hãy đừng có mua bitcoin đó thì đây là cái lời gọi là cảnh báo của ông bingate tại vì cái lượng mua vào uh, bitcoin trong suốt thời gian vừa rồi rất là nhiều và những cái mã tiền điện tử khác cũng vậy tại vì họ cho rằng đó đã là cái thời điểm mà có tạo ra những cái đáy để cho họ tích lũy và họ vậy nhảy vào họ mua đó quý vị thì đó là cái thông tin qua qua về cái um, uh, về cái thông tin uh, chung của tiền điện tử là như vậy còn giá Bitcoin tăng theo lệnh điều hành tiền điện tử của ông Joe Biden này thì hôm nay có thấy có anh chị comment hỏi là vậy có phải là Mỹ đã hợp thức hóa tiền điện tử hay không À, để mà nói cái vấn đề hợp thức hóa nó có nhiều góc góc cạnh lắm quý vị hợp thức hóa ở đây là gì tiền điện tử sẽ được chính phủ à, coi coi như là cần và nó thuộc giống như cổ phiếu đó nó sẽ có cái bên pháp lý để mà à, giải quyết cần cho nhưng mà làm được cái điều đó nó khó lắm cả nhà nó chưa có phải đến cái giai đoạn mà có thể làm như vậy được Nhưng mà dù ít dù nhiều Thì họ cũng đã chú ý và họ sẽ Limit và họ sẽ đảm bảo Để mà người chơi tiền điện tử không bị gặp những cái rủi ro Đó cái quan trọng là cái vấn đề đó, đó Quý vị Còn à, hợp thức hóa để giống như Một cái đồng đô lơ chẳng hạn thì nó vẫn chưa Nó rất là bao la Của nhà ơi à, để mà nói Để mà à, control được giống như Những cái mặt Tiền khác thì nó sẽ cần thời gian và có thể là nó không phải một nước Mỹ có thể làm được cái vấn đề đó. Rất nhiều nước khác họ cũng đã hợp thức hóa nhưng mà với cái góc cạnh nhỏ xíu của họ thôi chứ trên thế giới đâu có đất nước nào họ làm đâu, chỉ có những cái đất nước năm cái nước mà hôm trước bạn đã đọc cho quý vị á thì họ dùng nó giống như kiểu là cái hình thức thẻ ngân hàng để giao dịch trong đó có El Salvador này rồi bốn cái nước tiếp theo đó thì um, nó rất là nhỏ và nó không có cái tác động lớn đâu quý vị cho nên là để khi mà tiền điện tử nó trở thành hợp thức hóa trên toàn thế giới và nó sẽ phải bước qua những cái quá trình ra sao và đến cái lúc đó thì cái giá của nó cái giá trị của nó khéo khi nó lại không chơi lại còn không ngon bằng chơi cổ phiếu bây giờ chứ thành ra là cũng chưa biết được chính ra để như thế này thì còn ăn thua thì chúng ta cũng chờ thêm những cái tin tức tiếp theo hôm nay thì có cái tin nữa đó là Mỹ đã đánh giá quá thấp À, Nga đánh giá quá thấp cái sức kháng cự của Ukraine trong suốt những ngày qua thì Nga vẫn chưa có làm gì được Ukraine và Ukraine vẫn vững tâm vẫn vững vững vàng hôm nay thì hạ, hạ viện Mỹ cũng thông qua dự luật tài trợ của chính phủ với 13,6 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine đó thì đây cũng là cái thông tin rất là good vừa mới được đưa ra đệ nhất phu nhân của ông Joe Biden thì đang nói là lịch sử đang được viết trước mặt chúng ta đó là cái cuộc xâm chiếm Nga đối với Ukraine đó quý vị và nhà máy hạt nhân của Chernobyl cũng đã bị ngắt kết nối với lưới điện đây là những gì mà họ vừa mới cập nhật xong đó cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề này và thêm những cái thông tin uh, hé lộ là họ cho rằng là ông joe biden không có gửi uh, máy bay uh, quân sự các thứ trực tiếp để mà ủng hộ cho ukraine đó thì coi như là uh, ông ấy quay lưng đó và họ lại còn dùng cái từ là có thể là ông ấy chuẩn bị ủng hộ cho ông putin thì cái này và xà thấy nó không có hợp lý thì có thể là đây chỉ là những cái động thái mà có thể đánh lạc hướng thôi, tại vì bây giờ nhiều người cũng nói là Trung Quốc thì ủng hộ Úc, uh, nga nhưng mà toàn những cái uh, gọi là gì, uh, toàn những đồ của Trung Quốc đồ dở ấm, thành ra là nga không có được, không có tác dụng gì đối với nga, cho nên là nga đã bị xẹp lép. <laughs> nói chung là đấy là những cái tin đồn như vậy thôi chứ còn trên thực tế. Thì chúng ta chỉ biết được những cái thông tin này qua báo chí Chứ chúng ta cũng không có tận mắt chứng kiến Và cũng không có biết được chính xác 100% nó là như vậy hay không Đó thành ra là cũng chỉ là những cái dự đoán thôi quý vị nha à, Gần 35.000 người đã cái, cái máy này không Nó không có chạy nổi Nó bị tịt rồi cả nhà ơi Đâu rồi Trời. Ơi. Tiền điện tử nó lại bắt đầu xuống một tí rồi. Đấy, ai mua UVC giống như hôm trước mà xả năng lượng sạch đó bảo quý vị á, mua hôm đấy thì nay ngon lành quá rồi, lên lời được đúng một share, lời được một đô luôn, trong khi đấy nó chỉ có 3 đồng một share. À hôm đấy nó còn đợt lâu lâu cách đây khoảng độ vài bữa nó còn chưa đến 2 đồng. Rồi nó xuống nó lên hơn 2 đồng xong nó lại lên hơn 3 đồng rồi nó lại xuống hơn 2 đồng. Và hôm nay nó lên đến 5 đồng mấy rồi quý vị nha Đó là vẫn còn Nó vẫn còn lên tiếp đó Rất có nhiều anh chị em hỏi là có nên mua cái mã này trong cái thời điểm bây giờ hay không Thì khi nó lên cái volume nó lên đó Thì chúng ta không có nên vào đó chiều nay after hour nó lại lên tiếp lên đến 5.29 luôn coi như 5.3 luôn này sau after hour nó tăng thêm 5% nữa nha. 4, mấy phần trăm. Thì quý vị phải để ý cái volume đó. Khi mà cái volume mà cái tình trạng bán bán volume bán là nhiều này, Volume mua ít này thì rồi lúc đấy nó sẽ tụt dần thì cái lúc nó tụt xuống như vậy thì mới vào tiền chứ còn cái lúc mà nó đang bay vù vù như này mà tự dưng vào tiền thì á, sẽ gặp phải đu đỉnh nhai mặc dù nó có cái tương lai lên tới hàng chục đô nhưng mà nó vẫn cần có thời gian cho nên là tại sao mà lúc nó đang bay thì đừng mua mà chờ nó quay đầu hẵng mua là vì vậy đó quý vị đó để xem cái link này nó đã linh này nó bị em sao á? tại vì nó rất là dài và rất nhiều từ mình không có thể đọc được tràn lan. Oh my God. Đôi, bang phim, đang xem phim, không được rồi. này mình dịch thì mình chỉ tóm tắt được thôi không đọc được cả nhà. nhưng đại khái là Nga đang đa, đang đang uh, hy vọng là có thể gặp được những cái may mắn Giờ dưới sự hỗ trợ của Trung Quốc nhưng mà toàn bị giống như bị cái vỏ đó cả nhà, thành ra rất nhiều khi uh, Nga bị bị đánh giá thấp Ukraine là vì vậy, coi như là người ta dùng cái từ vớ uh, gì. Vớ phải uh, Trung Quốc là giống như kiểu là vớ phải cái vỏ chứ rỗng thùng rỗng kêu to. Cho nên là rất là rất là nguy hiểm cho Nga Chứ Nga đừng tự, tự tin quá rồi không cuối cùng cẩn thận lại còn bị thua Rồi bị ngược lại thì đúng cả thế giới Người ta cứ vừa cười và cho mà vừa bị mất hết tất cả Nhà máy hạt nhân Chernobyl đã bị ngăn kết nối lưới điện này Cái này vừa đọc cho quý vị rồi này Tướng Mỹ đứng đầu châu Âu nói vũ khí chống tăng phòng không hiệu quả nhất cho Ukraine Không phải là MG, MIG 29 cách hiệu quả nhất để hỗ trợ cho quân đội Ukraine là trang bị thêm vũ khí chống tăng và phòng không chứ không phải máy bay chiến đấu. Đó cho nên cái em IG29 mà Ba Lan đang năn năn nỉ Mỹ để mà gửi cho Ukraine đó thì Mỹ không đồng ý đó thì cái đó nó cũng không phải là cái mà họ cho rằng nó không phải là cái tối ưu nhất bây giờ Ông Zelensky cho biết gần 35.000 người được giải cứu thông qua hành lang nhân đạo nha Đây là một cái điều gọi là nhờ có cái cuộc đàm phán đó Rồi họ tạm dừng bắn để cho họ sơ tán cái hành lang nhân đạo đó Người phụ nữ bị giết cùng với trẻ em trong cái trận pháo kích cuối tuần của Nga kết hợp. Trời ơi, nhìn thảm hại quá Họ quay những cảnh này mình sợ mình không dám nhìn luôn đó quý vị một ảnh ra, Ok, đó là những cái thông tin qua qua tình hình của Nga Ukraine quý vị nha. Bây giờ vẫn đang hóng một cái cuộc đàm thoại tiếp theo để xem Nga có đưa ra những cái thông tin gì nữa không. Chứ còn nếu như như cái tình hình hiện tại bây giờ thì Nga vẫn tấn công tiếp nha quý vị chứ chưa có ngừng đâu. Đại sứ Ba Lan nói Ba Lan nhận thức sâu sắc về hậu quả của đề xuất chuyển máy bay phản lực của Mỹ trao cho Ukraine. Cái này họ đã phản họ đã phản đối rồi và họ nói nó không có quan trọng nhất. Nó không phải là cái phương pháp tối ưu. Bộ trưởng thương mại của Hoa Kỳ thì nói là không có ngày hạn hết hạn về cái các cái lệnh trừng phạt chống lại Nga là không có ngày hết hạn quý vị nha, cứ thoải thoải mái mà mà trừng phạt Nga làm thế nào để Mỹ đang cố gắng giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến tranh rộng hơn đối với Nga. Quân đội Anh có thể đến Ukraine một cách bất hợp pháp, quân đội Anh cho biết. Riêng ở bên quân đội Anh thì họ rất là hăng hái, chẳng hiểu sao mà cái bài phát biểu của ông Zelensky kêu gọi công công dân trên thế giới tham gia vào cuộc chiến chống Nga thì nó có cái tác động rất là mạnh tới quân đội của Anh. Đó, họ có thể sẵn sàng bất hợp pháp đấy để mà giúp cho Ukraine. Đó, thì ta sẽ cập nhật qua cái tình hình như vậy cho quý vị mà ngày mai thì có khả năng là cổ phiếu nó sẽ tiếp tục có những cái động thái đi lên khi mà giá dầu đã giảm xuống trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái thông tin tiếp theo. Bye bye!